Xin chào cô chú. Hôm nay anh ăn chục heo. Chuẩn bị ăn nhà tớ y để cô. À, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà yêu. Xin chào cả nhà yêu. Xin chào cả nhà yêu. Xin chào Việt Nam, xin chào Nhiệt Nam. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn lòng heo nướng với lại thịt heo ba chỉ nướng. Dạ. Đó. Rồi với lại là cơm chiên thịt bò của Bi. Chiên mì. Ừ đúng rồi, mì. Mì. Cái này là mì nấu, cái này là cái loại canh để ăn ăn cùng với cái lòng mọi người đó có. Cái này là giống như cái xúc xích nè, rồi các loại rau, rau đậu nành hay này nọ. Giờ Bi ăn thôi nha. Bi muốn ăn gì? Bi ăn mì hay Bi ăn cơm? Ừ, mì rồi. Ơi. Con khô con mì. Con khô cỏ hả? Dạ. Ừ. Ăn đi. Ừ. Ăn đi cha. Ăn đi ba. Nè, để Bi ăn gì để hỏi Bi nè. Bi ăn mì hả? Bi ăn cơm? Con ơi, ăn cơm, ăn mì. Thích. Thịt bò. Này là lòng heo. Thịt heo. Theo. Ăn Bi ăn thịt heo nha. Ở miếng nhỏ nhỏ cho Bi. Ôi trời ơi, nghe cho mẹ. Nghe nha. Cái này là mình đó, đó, ăn đi. Cái này là lòng heo nướng. Ngon. Rồi ăn cùng với đó. Đậu tương, cái loại đậu tương để chấm với cái thịt heo, lòng heo nướng chứ không phải là đậu tương mình ăn bình thường. Không thích. Đó. Nên là con trâu cái miệng. Nên mình cắt thịt nha. Con ăn... cái thịt không thích mẹ. Sao không thích? Ăn thịt tại đi. Con thích nhai. Con thích dai dai hả? Dạ. Vì thích cái dai dai á cô chú. Hambaro. 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 Chan. Mì. Thịt heo. Lòng heo như leo. Lòng heo. Gao mình để ở bên này chắc không thấy rồi. Đó. Ăn cùng mình mọi người ơi. Hapa. Ừ. Hôm nay là khế cô đi mong đơn ta. Khế cô đi mong đơn ta mà sao cũng ta phải thế chứ cô kia đi mong rồi. Cái đồ đệ chỉ. Đó. Đồ đệ. Mùi xuân xuân gì à? Đồ đệ. 무슨 반찬 그러면 개구리 반찬 있어. 아니야. 이거 안. Mày gấp mì cho con nha. Mì nè. Con mẹ, cho chú ăn. Này ăn ham nha, ăn mì. Cái này á, phải chấm cái đậu tương này nè. Cái đậu tương này cũng ba Bi biết làm, mình cũng không biết làm sao nữa. À, nó mới ngon, còn bình thường không ngon. Chấm ăn không ngán. Cảm ơn em nha. Không có chi. Coi xúc chích em. Hả? Anh nghe. Trời ơi. Anh nói ba nói mẹ anh yêu em. Vậy đó hả? Dạ. Anh yêu em. Trời ơi. Anh yêu em là gì đó? Không biết nữa. Không biết. Ba nói, con nói gì? Ba nói con nói theo à? Anh yêu con. Cái gì vậy? Con biết mà sao không biết? Anh yêu em là sao đang he đó. Này kia không ăn. Không ăn hả? Không. Không ăn đưa cho ba. Xúc xích. Có hành ba gô. Anh yêu em. Thương mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Con thương mẹ nhiều. Con thương mẹ nhiều. Ấp ba ta cho kia khơi khơi rồi. Tới bữa ăn cơm là ngứa à. Kỳ gục vậy đó. Nó cao khô kìa. Cho kìa. Ba Bi là đạo mì. Không có mì là sống không nổi. Mì con ăn mì nữa mẹ. Con ăn mì nữa hả? Dạ. Mì cũng giống ba luôn hả? Nên phải con thèm ăn. Nó chứ ăn nên không ăn nữa. Bắt cho nè. Sao mẹ? Xong rồi.
nhiều quá hả? Thái được chắc là chưa. Bi cũng thích ăn mì nữa cô chú. Đó. Mẹ múc nước cho con ha. Nước canh, nước mì nè. Hai mì à? Hai mì, hai mì. Hai mì hả? Cái nước canh này á, nấu có biết dài nữa. Đó. Đi quán ăn á, mình ăn cái lòng này nè, là có kèm theo cái nước này, cái mì. Mẹ ơi. Ừ. Con ăn mì mẹ. Ăn mì đó. Dạ. Ừ. Cái công chiên này giống như là giống như công chiên gì ta, công chiên Dương Châu của Việt Nam mình. Ngon. Bây giờ mình bóc con bắp đi xếp hà. Việt Nam thì mạnh sao? Nhưng mà cái gạo này á, nó hơi mềm, gạo Hàn Quốc mềm không có cứng, mà nó không cái viên, cái hộp gạo nó không có dài như hộp gạo mình, bởi vì chiên nó không có ngon bằng của mình. Rồi, gói rồi chấm. Ngon không? Dạ. Bé à. Ơi. Con nói mẹ con em bé chứ. Dạ. Đó nè. Là gì có ẩm mất sao? Bọc quý sơ. Thơm. Thơm. Anh thích ba. Ừ. Ba nó không chưa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ăn. Ăn. Đó. Cái kiểu của Việt Nam. Ok. Phong cách ép ăn của người Việt Nam mình là người miền Tây mình á, là hay mời mọc mà không ăn ha. Ở nhà mời mà không ăn ha, cái này gấp bỏ chén. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đi á, giống người miền Tây, không ăn là ép cho ăn mới được. Mẹ ơi, mẹ ăn đã nói tiếng ngon là nói tiếng gẹn ăn ít. Nói tiếng Anh nên nói tiếng Việt kìa. Thì nói tiếng Anh là người em. Ngon quá. Hả? Hơi cay cay thôi mọi người. Giống kiểu the the. Ngon. Nhìn mặt hạnh phúc vô bờ bến. Bố ơi, lại ăn nữa đây ba. Con con. Thank you daddy. You're welcome. Yes. Mày cũng chết luôn. Mommy eat. Hỏi gì? What is this? Hồi nói tiếng Hàn, hồi nói tiếng Việt, hồi cái chuyển qua tiếng Anh, nhức đầu luôn.
Bi nói nhiều mẹ đau đầu với Bi luôn á. Chưa có lệnh đi học lại mọi người. Bi thì nhớ cô giáo, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn. Ngày nào cũng than thở. Coconut. Cái nào giá đậu nành chị ơi. Không nằm rồi. Coconut gì đây. Giá đậu nành. Coconut. Giá đậu nành. Con nói là giá đậu nành. Giá đậu nành. Ừ. Apa. Ừ. Còn đây coconut nó không nhân dụng á. Ừ. Ừ. Coconut là dừa. Không phải nó chứ. Nói đi ngon mà. Ừ, coconut là dừa. Tào lâm tào lạc vậy đó. Nóng dữ trời mẹ. Nóng mẹ. Nóng dữ trời mẹ. Mẹ mẹ hứng mẹ. Nóng dữ trời mẹ. Ngon dữ trời mẹ. Dỗi dữ trời mẹ. Cái gì cũng dữ trời chứ. Bữa chà bá luôn. Bữa chà bá luôn. Anh ơi ngon không anh? Ừ. Nó mẹ không có mà. Mẹ không có mẹ. Mẹ không có ăn thứ này mẹ. Tôi đó mẹ không có. Mẹ không có phải là fan của mì. Cái mẹ. Cái mẹ. Không, không cài. Không cài. Không cài hả ba? Ngon quá. Ngon. Ngon ai em? Ngon không em? Ngon nằm em? Ngon không em? Ngon không em? Ừ. Ừ. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Chào các bạn em, xin chào các bạn yêu. Hôm nay ăn mì, chúng mày ăn mì nha. Để sẽ yêu rồi con. Chào các bạn. Trong điện thoại chừng không biết mấy mấy bao nhiêu cái clip tự quay á. Cô chú này ba mà cô chú xin chắc cô chú thì ba quay chóng mặt luôn. Mẹ nữa thì mẹ để gì sao mẹ ăn được đó. Để gì anh giỏi để cho ăn được. Để trên đây nè. Cô chơi xuống nha cô chó. Xem bé ta. Không có hamburger mà ba. Cô chú này. Này nè, hamburger cô chú à, hamburger. Cô chú ơi. Cô này nè, cô chú đi ra ngoài nguy hiểm. Mình có đi ra ngoài nguy hiểm nhiều. Nè, ở về có nữa. Nó ăn cô chú ăn. Giỏi ha. Cái mỏ. Trời ơi. Cô chú ơi sao. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Sao cô chú. Đừng có chơi trời nữa. Làm cái gì cô chú ơi. Mà chết. Rồi. Mẹ ơi. Cho à. Con mẹ. Cho mẹ mẹ. Ăn cơm đi. Mẹ ăn cơm không mẹ? Ăn cơm đi kìa. Nha. Nước. Nước ăn này. Ừ. Ăn cơm này nè. Ha. Nước. Dạ. Cơm nước. Mẹ trộn cơm cho con nha. Dạ. Má. Ừ. Má ta. À. Mỡ nhiều. Chị mẹ bới cơm đằng kia cho con nha. Nước. Rồi. Bi đòi ăn cơm cay cô chú ơi. Không phải cơm gì. Cơm chăn với cái đó cay là cơm cay đó. Cơm chăn canh mà cái cơm cay. Nước.
Nước cơm. Cơm. Cơm canh. Cơm canh. Ừ. Nước cơm. Nước cơm. Xong chưa? Dạ xong rồi mẹ. Mẹ no chứ mẹ. Mẹ no cũng bể bụng. Bể bụng. Hỏi ba no chưa kìa. Bể bụng. Bụng đi mẹ. Bụng bự, sợ bụng bự nha. Trời ơi bụng bự nè ba. Chào tạm biệt cô chú nè. Con ba nè. Ôi trời. Rồi chào tạm biệt cô chú nè. Nhanh chào tạm biệt cô chú nè. Xin chào tạm biệt cô chú. Bye bye tiếp theo. Hôm nay con chào bà ba. Rồi hôm nay qua đến đây nha mọi người ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Đăng ký kênh. Bye bye. Có chơi xô nha. Cô chú ơi, con nay mình có vi hẹn lá ở về nữa con nước chai được khan cô chú ơi. Cô chú ơi, xin cảm ơn cô chú.